Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cùng với Đình Duy theo dõi diễn biến tập 13 của Giả Diện Hoàng Kim phần 3. Trở lại căn phòng mà My đang ở, A Hắc mở cửa ra thì thấy A Nghiêu đang ngồi bên trong. Nhìn thấy A Hắc, cả hai vội đứng dậy. Nhị ca, anh đây rồi, đã xảy ra chuyện gì mà khi nãy em thấy A Lý, A Khuôn đều đến đây? Nghe Tiểu My nói anh đánh nhau ở trường học, anh không sao chứ? A Hắc đáp. Tao không sao. Nãy giờ cứ sợ Tiểu My ở đây một mình, ra là còn có đệ. Vậy cũng tốt. A Nghiêu, để thu xếp chỗ ở cho Tiểu My. Mối ấy sẽ ở lại Bạch Hổ Đường trong vài ngày tới. Yên tâm, ta sẽ gọi điện cho Lý Hiệu trưởng xin phép cho muội nghỉ học. Điện thoại của muội tạm thời ta sẽ giữ. A Nghiêu, đi chuẩn bị phòng cho Tiểu My. My ấp úng. Hắc đại ca, có thể cho muội nhắn một tin nhắn được không? Hiện giờ ở Việt Nam, người nhà của muội chắc đang rất lo lắng. Muội muốn nhắn trong nội của mình một câu để ông yên tâm. Suy nghĩ ít giây, A Hắc gật đầu. Được rồi, ta cho muội 5 phút. Muội có thể gọi về Việt Nam, nhưng sau đó phải nghe theo lời ta, ngoan ngoãn ở lại Bạch Hổ Đường. My mừng rỡ cúi đầu cảm ơn A Hắc rối rít. Nhận lại điện thoại, My tìm số gọi ngay cho ông Phúc. Để cho ông Phúc yên tâm, My sử dụng cuộc gọi video. Ngay khi My gọi, ở Việt Nam, ông Phúc, Toàn cùng Trương và cả Hoàn đang ngồi ở phòng khách vừa bàn tính chuyện của Hồng Trì, cũng vừa sốt ruột chờ đợi My liên lạc lại. Chuông vừa đổ, ông Phúc vội lấy điện thoại vội mở video hội thoại. My, cháu không sao chứ? Bên trong màn hình, My lúc này đã lấy lại được bình tĩnh, không còn hốt hoảng như khi nãy. My đáp. Cháu vẫn ổn ông ạ. Cháu nói nhanh thôi vì không có nhiều thời gian. Hiện tại cháu đang ở một nơi rất an toàn. Ở đây ông ta sẽ không thể làm gì được cháu. Mọi người ở đây cũng đối xử với cháu rất tốt, mặc dù họ là người Trung Quốc. Lão Hưởng nói sẽ hại chết ông nên cháu sợ lắm. Ông không được chết nữa ông. Nói được mấy câu, nhìn ông nội, My lại rấn nước mắt. Ông Phúc vẫn chưa hiểu tại sao My lại nói mình đang ở với người Trung Quốc. Thế nhưng trước mắt biết cháu gái vẫn an toàn, cũng phần nào giúp ông Phúc giảm bớt sự lo lắng từ chiều đến giờ. Toàn Hồi nhìn vào điện thoại nói, My à, chú Toàn đây, cháu không việc gì phải khóc, chú sẽ cho thằng khốn ấy một trận. Hứa với cháu, chú sẽ bảo vệ ông già này. Lâu lắm mới nhìn thấy cháu, mấy lần chú định bảo ông Phúc gọi cho cháu để hỏi thăm, mà ông ấy cứ nói không nên làm phiền việc học hành của cháu. Đẩy Toàn sang một bên, ông Phúc nói, My, đợi ông sẽ cố gắng sang bên đó gặp cháu sớm nhất có thể. My thút thít, vâng ạ. Ông Phúc nghe thấy có giọng đàn ông nói tiếng Trung khẽ vang lên trong điện thoại. Ngay sau đó My nói vội, cháu phải tắt máy rồi, ông và mọi người giữ gìn sức khỏe nhé, đừng lo cho cháu. My, ông Phúc cố gọi khi cuộc hội thoại đã kết thúc. Toàn chép miệng. Dù sao thì con bé cũng nói nó vẫn đang an toàn. Lúc chiều nghe ông kể tôi còn tưởng nó bị thằng Hưởng bắt đi rồi chứ. Nhưng ai là người cứu con bé nhỉ? Chẳng lẽ là mấy người Trung Quốc đang trốn ở nhờ sao? Nếu mà như vậy thì bọn họ là ai? Sao con bé lại quen được người Trung Quốc? Hoàn tặc lưỡi. Có thể là bạn bè của con bé, sáng đó cũng đã một năm, nó cũng phải có bạn bè chứ. Toàn gật gù. Ơi, cũng đúng. Chỉ có điều nếu là bạn bè đồng lứa, bạn học mà lại đưa được con bé đi khỏi tay Hưởng Trì thì cũng hơi khó tin. Thằng chó đó mò sang tận sinh để tìm người thì chắc chắn nó phải chuẩn bị kỹ, không bao giờ nó đi một mình. Thấy ông Phúc đang chưa suy nghĩ không nói gì, Toàn hỏi, ông sao vậy? Lúc nãy còn lo lắng lắm cơ mà, sao giờ im lặng thế? Ông Phúc đáp, vì quá lo lắng và hoảng loạn, nên dường như chúng ta đã quên đi một chuyện. Toàn hỏi tiếp, chuyện gì vậy? Ông Phúc trả lời, không chỉ có My, mà Vũ, con trai của Phong Lôi, hiện giờ cũng đang ở Singapore. Toàn sững người, cả Trương cũng vậy, Trương nhăn mặt. Ơi giời, đúng rồi, bảo sao từ nãy đến giờ tôi cứ đinh ninh là mình quên mất gì đó nhưng mà lại không nhớ nổi. Toàn tiếp. Ai, mẹ kiếp, đúng là như vậy. Sao chúng ta lại có thể quên bén đi một chuyện quan trọng như vậy được chứ? Ông Phúc nói. Đó là vì trước đó chúng ta cứ nghĩ Vũ đi Thái. Cho tới gần đây mới biết không phải như vậy. Vũ không đi Thái mà cậu nhóc đi sinh. Hiện giờ nhóc Vũ vẫn đang bên đó để chữa trị hai bàn tay. Việc Hưởng Trì có mặt tại Singapore, nhiều khả năng hắn muốn săn lùng Vũ. Toàn đáp ứng. Có khi nào hắn thờ ma xó thật không? Sao hắn lại biết được nhóc Vũ đang ở bên Singapore chứ? Ông Phúc tiếp. Không có gì là lạ cả. Ngay việc vợ chồng Hùng Giang nhận nuôi Vũ mà hắn cũng biết thì chuyện thằng bé đi sinh, hắn cũng sẽ truy ra được thôi. Hoàn nghiến răng. Ôi, thằng khốn gian xảo, phải làm sao đây? Chúng ta không có cách nào liên lạc được với nhóc Vũ. Mấy ngày trước tôi có dò hỏi thì được biết một năm qua, Vũ chỉ gọi về cho bố mẹ đúng một lần. Còn lại, để không ảnh hưởng đến việc điều trị, mọi chuyện sẽ được một tay bác sĩ thông báo riêng cho gia đình. Nhưng vợ chồng Hùng Giang thì đã chết rồi còn đâu. Ông Phúc nhíu mày. Vẫn còn một người nữa mà chắc chắn người này có thể liên lạc được với bác sĩ phụ trách việc điều trị cho Vũ. Ai? Toàn hỏi. Ông Phúc đáp. Là Tay Trung. Chẳng phải cậu từng kể chính Tay Trung là người đưa Vũ sang sinh chữa trị ư?
Thế nên nhất định ông ta sẽ có quan hệ mật thiết với vị bác sĩ kia. Muốn biết tình hình hiện tại của Vũ lúc này, chỉ còn cách duy nhất là tìm đến tay Trung mà thôi. Toàn vội lấy điện thoại của mình ra rồi tìm số gọi. Toàn nói, ông hay thật đấy. Vậy mà cũng biết, tôi có số của Trung, để tôi gọi cho ông ta hỏi luôn. Khoan đã, gọi cho ông ta xong cậu định nói như thế nào, ít nhất cũng phải tìm được một lý do hợp lý đã chứ. Ông Phúc nói, thì cứ bảo muốn hỏi thăm về tình hình của nhóc Vũ bên đó là xong. Toàn đáp. Thế nhưng ngay sau đó Toàn hạ máy, nhìn vào màn hình, Toàn lắc đầu. Không gọi được, thuê bao rồi. Singapore, tại tiệm thuốc của thầy thuốc Châu, bác sĩ Thành khá sốt ruột khi không thể gọi được cho My. Đang tính sau khi xong việc ở tiệm thuốc, bác sĩ Thành sẽ ghé qua nhà của My, thì thầy thuốc Châu đi vào. A Thành, cái này là của cậu, là gửi từ tòa án tiểu bang, sao tòa án lại gửi thư cho cậu vậy? Mở ra xem, trong thư quả nhiên là thông báo của tòa án tiểu bang về việc 3 ngày nữa tòa sẽ xét xử trường hợp của Vũ tại tòa án quận. Bác sĩ Thành khẽ thở dài. Mình đã mong chờ một điều tốt hơn. Sao không phải là tòa sơ thẩm mà lại là tòa án quận? Kẻ trực tiếp giết người đã ra đầu thú và nhận hết tội về mình rồi cơ mà. Sao lại như thế? Vẫn không gọi được à? Ông Phúc hỏi Toàn. Đã gọi đến lần thứ tư, nhưng số điện thoại của ông Trung vẫn báo thuê bao. Toàn đáp. Không gọi được. Trung hỏi. Có khi nào sai số không? Anh gọi vào số đó từ bao giờ chưa? Toàn trả lời. Chưa. Đây là lần đầu tiên gọi. Lần trước đi cùng ông Đan và nhóc Vượng đến xác nhận một vài đồ vật mà đội cứu hộ tìm được bên dưới chiếc du thuyền bị đắm. Lúc về ông Trung có cho tao số điện thoại, nhưng mà tao cũng chưa nháy qua, chẳng lẽ lại sai thật ư? Mặt mũi cao có khó chịu, chợt Toàn này ra một ý. À đúng rồi, để gọi cho ông Đan hỏi xem sao, ông Đan thì chắc chắn có số của ông Trung rồi, gọi luôn. Đoạn Toàn tìm số điện thoại của ông Đan và bấm gọi. Sau một hồi chuông, ông Đan bắt máy. Alo, chú Tú à? Tôi đang đây, mấy hôm nay không thấy chú ghé qua, tôi có hỏi thì Vượng nó bảo hai anh em chú chuyển nhà. Mọi thứ vẫn ổn chứ? Toàn cười chào ông Đan rồi đáp. À vâng, cảm ơn bác đã hỏi thăm, tụi em vẫn ổn. Đúng là mấy hôm nay bận tìm nhà rồi vận chuyển đồ đạc nên không có thời gian ghé qua. Ổn định rồi, thi thoảng chúng em ghé thăm bác với nhóc Vượng. À, bác Đan này, em có chuyện này muốn hỏi bác. Ông Đan tiếp. Cứ phải ổn định trước đã. Cũng do công ty đóng cửa nên hai anh em mới chật vật như vậy. Mà có chuyện gì thế? Chú cứ nói đi. Bác có số điện thoại của anh Trung ở đó không? Cho em xin. Lần trước anh ấy có cho rồi, nhưng chẳng hiểu sao, em gọi nãy giờ đều không được. Toàn báo thuê bao. Em nghĩ có khi sai số, nên gọi hỏi bác. Em có chút chuyện muốn nhờ. Ông Đan cười trả lời. Không phải là sai đâu, mà hiện giờ ông ấy không có mặt ở Việt Nam. Bay sang châu Âu từ sáng ngày hôm nay rồi, giờ có khi vẫn đang trên máy bay hết chứ. Cũng không giấu gì chú. Vượng nó có ý định sang Anh du học, thế nên lần này nhân tiện đi công tác, phía bác ấy cũng sẽ sang đó để tìm hiểu và lựa chọn cho Vượng một ngôi trường tốt, đúng với khả năng cũng như yêu cầu của Vượng. Phải một tuần nữa bác ấy mới về. Toàn thở dài. Ra thế, em hiểu rồi. Nhóc Vượng mấy hôm nay sao rồi bác? Ông Đan đáp. Tinh thần đã khá hơn nhiều. Thằng bé đang ở trên phòng đọc sách. Tôi và anh Trung cũng đã nói rõ tất cả mọi chuyện cho nó biết. Có lẽ rời khỏi Việt Nam lúc này chính là liều thuốc tốt nhất để giúp cho nó chữa trị nỗi đau cũng như sự mất mát vừa qua. Chú có muốn nói chuyện với nó không để tôi đưa máy cho cháu? Dạ thôi, không cần đâu ạ. Em biết tình hình được như vậy là được rồi. À, mà bác Đan, bác cho em tò mò một chút. Vượng còn một cậu em trai nữa, gia đình mình vẫn giấu việc anh chị Hùng Giang qua đời với cậu nhóc đó phải không ạ? Toàn hỏi. Đúng vậy. Mấy ngày trước, anh Trung có thông báo, bên đó bác sĩ người ta gọi về, nói về việc điều trị của Vũ gặp chuyển biến xấu. Lẽ ra thời điểm này, nó đã có mặt tại Việt Nam, nhưng lại phải ở lại chữa trị tiếp. Gia đình cũng sợ thông báo tin này cho nó sẽ không chịu nổi mất. Cả tôi và Vượng đều thống nhất để khi Vũ nó điều trị bình phục mới nói, dù sao người mất cũng đã mất rồi, ai cũng hiểu tính thằng Vũ. Khi biết tin này, tôi sợ nó sẽ phát điên mà chẳng chịu chữa trị gì nữa. Như vậy càng nguy hiểm hơn. Nếu không vướng chuyến công tác bên châu Âu, chắc có lẽ anh Trung cũng đã sang bên Singapore rồi. Sóng gió ập đến bất ngờ quá, đến cuối cùng, người chịu khổ vẫn là tụi nhóc. Sự thật không thể che giấu được mãi. Vượng đã phải rất khó khăn mới qua được nghịch cảnh. Còn Vũ, liệu đến lúc đó nó có chịu đựng được không, khi mà bên cạnh nó chẳng còn ai thân thích? Toàn nghe thấy cả tiếng sụt rồi bên trong điện thoại, Toàn tiếp. Tôi chỉ là nhân viên trong công ty, thế nhưng cả tôi và thằng Tùng đều có khoảng thời gian được anh chị ấy coi như người thân trong gia đình. Vừa rồi bác nói Vũ không còn ai thân thích,
Như thế là không đúng. Mặc dù anh chị Hùng Giang đã mất, thế nhưng chẳng phải Vũ vẫn còn anh trai là nhóc Vượng, còn cả bác nữa. Chưa kể còn có anh em chúng tôi, sau này nếu Vũ về nước, tôi xin phép được quan tâm chăm sóc cậu ấy như người thân ruột thịt của mình. Thế thôi, bác nghỉ ngơi đi, em có chút công chuyện, chào bác nhé. Toàn tắt máy, nhìn mọi người, Toàn thở dài. Ôi, tạm thời không liên lạc được với ông Trung đâu, đang đi công tác châu Âu rồi. Nếu mà xin ông ấy chuyển được vùng quốc tế thì chắc mai mới gọi được. Ôi, tự nhiên thấy bà đàn quá, không biết hiện giờ con trai anh Phong bên đó thế nào nữa. Có khi phải sang sinh thật, chứ cứ ngồi ở đây đoán già đoán non càng thêm rối mà thôi. Chỉ có điều... Ông Phúc hỏi. Làm sao? Cậu chỉ cần lo thủ tục, tiền bạc không thành vấn đề. Toàn đáp. Biết là vậy, thế nhưng đi bất ngờ như này, có muốn nhanh cũng phải mất một tuần lễ để chuẩn bị các thủ tục. Sao lâu thế? Không nhanh hơn được à? Ông Phúc nói. Toàn lắc đầu. Như vậy là còn nhanh đấy. Tôi hỏi đây này, hai thằng này chưa có hộ chiếu. Ông thì như có, nhưng mà chắc chắn đã hết hạn từ lâu rồi. Giờ muốn ra nước ngoài thì phải làm lại. Thời gian để mà làm xong hộ chiếu cũng phải mất một tuần. Cứ cho là bôi trơn triệt để thì ít nhất cũng mất 3 ngày. Tới lúc ấy trẻ bên kia, thằng cháu Hưởng nó đã ra tay với bọn nhóc rồi. Ông Phúc quả quyết. 3 ngày thì 3 ngày, còn hơn là không đi được. Toàn, cậu phải làm mọi cách để tôi sang được sinh càng sớm càng tốt. Giúp tôi đi, tôi chưa từng xin xỏ cậu điều gì. Còn bé My chắc hẳn giờ này đang sợ lắm. Toàn suy nghĩ ít giây rồi gật đầu. Được rồi, tôi sẽ lo liệu chuyện này. Hy vọng tiền có thể giải quyết được vấn đề. Mà cả 4 người chúng ta đều đi phải không? Trương nói. Tất nhiên rồi. Chẳng lẽ anh với ông Phúc định như lần trước hả? Lần này em cũng đi. Hoàn nhìn ông Phúc. Cho tôi đi cùng với. Nếu gã khốn đó là người gây ra cái chết cho vợ chồng sư phụ, hiện giờ còn đe dọa đến tính mạng của con trai sư phụ, tôi cũng muốn gặp hắn. Ông Phúc gật đầu. Được rồi, quyết định như vậy đi. Sau khi hoàn tất thủ tục, cả 4 người chúng ta sẽ sang bên đó. Chưa biết chừng đây sẽ là một cơ hội để ta giải quyết triệt để mọi chuyện. Ở Việt Nam, thế lực của hắn rất mạnh, nhưng bên Singapore thì chưa chắc. Hắn thực sự đã đi quá xa rồi. Nếu có cơ hội, lão Phúc này nhất định sẽ không tha cho hắn. Singapore, 8 giờ tối, tại tiệm thuốc của thầy Thuốc Châu. Đừng đi đi lại lại nữa, chóng mặt quá. Thầy Thuốc Châu nói khi bác sĩ Thành cứ đi ra đi vào ngắm lý cảnh. Bác sĩ Thành lào bầu. Sao cậu ta đi đâu mà giờ vẫn chưa về? Thầy Thuốc Châu đáp. Lý cảnh giúp tôi đi nhận thuốc, chắc cũng sắp về rồi. Sao cậu nóng vội thế? Dù sao thì chuyện của thằng nhóc đó theo tôi nghĩ như vậy hay còn may mắn. Một người Việt Nam dính líu đến việc giết người. Người bị giết còn là công dân của Singapore. Việc chỉ xử lý ở mức độ toán còn là chấp nhận được. Ban đầu tôi còn nghĩ thằng nhóc phải bị đưa ra toán tối cao cơ đấy. Bác sĩ Thành nói. Nhưng chẳng phải kẻ trực tiếp ra tay giết người đã ra đầu thú và nhận hết tội trạng rồi sao? Với nữa, Vũ nó không chỉ là gián tiếp. Thầy Thuốc Châu thở hắt ra. Ơi, đừng cố chấp. Chính vì có người ra đầu thú và nhận tội, cho nên thằng nhóc đó mới bị từ tòa án tối cao xuống tòa án quận để xử lý. Nên nhớ, mức án của tòa án tối cao là từ 10 năm trở đi, còn tòa án quận thì chỉ từ 2 năm cho đến 7 năm. Tội trạng đã giảm nhẹ không ít rồi. Các cậu còn là người ngoại quốc, không có bạch hổ, thằng nhóc coi như xong. Đúng lúc ấy Lý Cảnh về. Vừa thấy Lý Cảnh, bác sĩ Thành đã chạy vội ra. Lý Cảnh, cậu đây rồi, tôi đợi cậu mãi. Lý Cảnh ngơ ngác. Anh Thành, có chuyện gì vậy? Bác sĩ Thành tiếp. Giúp tôi với, tôi muốn đến Bạch Hổ Đường. 3 ngày nữa vụ việc của Vũ sẽ được xử ở tòa án quận. Lý Cảnh có chút ngập ngừng. Ồ, chuyện này không dễ đâu. Chúng ta ai cũng đều biết Bạch Hổ Đường đâu phải là nơi muốn đến là đến. Thầy Thuốc Châu thở dài. Nói với cậu ta thử sớm nhưng mà cậu ta vẫn cứ nặng nặc đòi tới đó. Thật đúng không biết trời cao đất dày là gì. Đến tôi, cũng coi như có thâm giao lâu năm với lão hổ. Mà chỉ khi nào họ cho gọi, mới được đến nợ. Người lạ hay những người đến khi không được sự cho phép, đừng nói là nhìn thấy cổng của Bạch Hổ Đường, mà ngay khi đặt chân vào địa phận của Bạch Hổ Đường đã bị chặn lại rồi. Đừng nghĩ có khoảng thời gian ở trong đó thì đã là người của Bạch Hổ. Thầy Thuốc chúng ta và những người như họ là hai thế giới khác nhau. Lý Cảnh tiếp. Lão Châu nói đúng đó, mặc dù không phải ai trong Bạch Hổ cũng xấu, thế nhưng suy cho cùng, chúng ta cũng không nên dây dưa, dính dáng tới họ một cách quá gần. Bác sĩ Thành nói. Tất nhiên là tôi hiểu điều này, nhưng chuyện của Vũ hiện giờ chỉ có Bạch Hổ giúp được. Tôi là người bảo hộ của Vũ bên này, trong khi đó Vũ lại là huynh đệ kết nghĩa với Bạch Hổ. Việc Vũ sắp bị đưa ra xét xử tại tòa án quận, tôi phải có trách nhiệm thông báo cho họ. Lý Cảnh. Cậu đưa tôi đến đó đi mà.
Cả ngày hôm nay tôi cũng không liên lạc được với My, không biết con bé có xảy ra chuyện gì không mà điện thoại gọi không được. Suy nghĩ ít giây, chợt Lý Cảnh nhớ ra là mình có số điện thoại của A Ngưu. Lý Cảnh đáp. Hay là thế này đi, để tôi gọi điện cho A Ngưu thông báo trước có được không? Bác sĩ Thành vội gật đầu. Được quá đi chứ, A Ngưu là người dễ nói chuyện nhất ở Bạch Hổ Đường, chắc chắn A Ngưu sẽ nói lại với lão hổ. Lý Cảnh lấy điện thoại gọi ngay cho A Ngưu sau vài hồi chuông. A Ngưu bắt máy. Alo, Lý Cảnh à? Lý Cảnh đáp. A Ngưu, may quá cậu nghe máy, A Thành có chuyện muốn thông báo về việc của Tiểu Vũ, cậu nói chuyện với A Thành nha. Cầm điện thoại, bác sĩ Thành nói. A Ngưu à, tôi vừa nhận được thư báo từ toán Tiểu Băng, ba người đỡ tại toán quận, người ta sẽ xét xử vụ việc của Vũ, cậu giúp tôi báo lại với lão hổ được không? A Ngưu trả lời. Ba ngày nữa sao? Nhưng hiện tại đại ca tôi lại không có nhà, để tôi báo lại với nhị ca, anh đợi máy nhé. Giữa điện thoại, A Ngưu chạy đến gặp A Hắc. Mở cửa phòng, A Ngưu bước vội vào trong, đoạn nói vội. Nhị ca, có thông tin của toán Tiểu Băng về việc xét xử Tiểu Vũ trong 3 ngày tới. A Hắc hỏi, sao đệ biết? Là A Thành gọi điện thông báo, anh ta mới nhận được thư gửi của toán. A Ngưu vừa nói vừa đưa điện thoại cho A Hắc. A Hắc nói vào trong điện thoại. A Thành, chuyện này cụ thể ra sao? Bác sĩ Thành trả lời. Tôi vừa nhận được thông báo của tòa án, Tiểu Vũ đang gặp bất lợi và có thể phải ngồi tù với mức án từ 2 cho tới 7 năm. A Hắc đứng bật dậy, mắt trợn trừng, giọng gằn xuống. A Hắc hỏi lại. A Thành, cậu vừa nói cái gì cơ? Tiểu Vũ sẽ phải ngồi tù. Không, không thể nào. Bác sĩ Thành tiếp. Tôi cũng rất bất ngờ trước điều này. Lão Hắc, chuyện này không tiện nói qua điện thoại. Tôi muốn gặp ông để trao đổi cụ thể hơn. Cậu đang ở đâu? A Hắc hỏi. Tôi đang ở tiệm thuốc của thầy Châu. Bác sĩ Thành trả lời. A Hắc nói. Được rồi, ở yên đó đi. Sẽ có người tới đón cậu đến Bạch Hổ Đường. A Hắc tắt máy, nhìn sắc mặt cũng như bộ dạng đang có phần giận dữ của A Hắc, My và A Ngưu linh tính có chuyện không lành, tuy nhiên không dám hỏi. A Hắc nói với A Ngưu. Tam đệ, dẫn theo vài người đến tiệm thuốc của Lão Châu đón A Thành về đây, mau lên. A Ngưu gật đầu. Vâng, đệ đi ngay. A Ngưu rời đi, My lúc này mới ấp úng hỏi. Hắc, Hắc đại ca. Có chuyện gì vậy? Mọi nghe thấy hình như là chuyện liên quan đến Vũ phải không ạ? Nhìn My, A Hắc định không nói bởi A Hắc biết tình cảm của My dành cho Vũ. Nếu mọi thứ đều đúng như lời bác sĩ Thành vừa thông báo thì sẽ là một tin không vui với My. Nhưng rồi A Hắc đáp. Ừ, A Thành gọi điện. Ta cũng chưa chắc chắn phải đợi A Thành đến hỏi rõ mới biết được. Thế nhưng dường như Tiểu Vũ không thể trăng ngắn trong vụ vừa qua. Nhiều khả năng tứ đệ sẽ phải ngồi tù. Nghe A Hắc nói mà My sững sờ, toàn thân dùng mình nổi da gà, run run giọng, My lắc đầu nói. Phải ngồi tù thật ư? Nhưng mà chẳng phải trước đó đại ca nói Vũ sẽ sớm được tại ngoại vì kẻ trực tiếp đã ra tay giết người thì đã đầu thú và nhận hết tội về mình rồi cơ mà. Sao bây giờ lại... A Hắc cũng đang bối rối. Bản thân A Hắc vẫn tin sau khi Tony Tan ra đầu thú, dưới sự đe dọa trước đó của Bạch Hổ, hắn chắc chắn sẽ nhận hết tất cả tội lỗi về mình và như vậy Vũ sẽ được trăng án. Thế nhưng thông báo của bác sĩ Thành lại không phải như vậy. Nghiến răng kèn kẹt, A Hắc lờ lờ. Mại kiếp. Chẳng lẽ thằng chó đó lại lật kèo sao? Tony Tan, sao mày dám? Chừng 15 phút sau, A Ngưu quay về cùng với bác sĩ Thành. Đại ca, đệ về đây rồi. A Ngưu gõ cửa nói. Vào đi. A Hắc đáp. Mở cửa bước vào trong. Vừa cúi đầu chào A Hắc thì bác sĩ Thành thấy có cả My đang ở đây. Mừng rỡ, bác sĩ Thành vội hỏi. My, em ở đây sao? Anh gọi điện cho em từ trưa mà không được. Điện thoại em sao vậy? My trả lời. Đã có chuyện xảy ra. Em may mắn được các đại ca cứu đưa về đây. Để sau hãy nói, anh Thành, Vũ phải ngồi tù thật hả anh? A Hắc hất hàm. Ngồi đi, cậu nói Tiểu Vũ sẽ phải ngồi tù là thật chứ? Bác sĩ Thành gật đầu. Vâng, lão Hắc nhìn mà xem. Đây là thư của tòa án Tiểu Bang. Có thể mọi người ở đây không nắm rõ về hệ thống toán của Singapore, nên tôi sẽ giải thích qua một chút. Hệ thống tư pháp của Sing được chia làm hai cấp, là toán Tiểu Bang và toán tối cao. Trong đó toán tối cao sẽ bao gồm toán tối cao và tòa phúc thẩm. Tòa phúc thẩm là toán cao nhất. Toán tối cao chỉ thụ lý những vi phạm dân sự và hình sự cực kỳ nghiêm trọng, có mức án tù trên 10 năm cho tới tử hình. Trên thực tế, vụ việc của Vũ ban đầu nếu chiếu theo luật của Singapore thì cậu ấy sẽ bị đưa ra toán tối cao. Thế nhưng may mắn cho Vũ, khi kẻ trực tiếp ra tay giết người, chịu ra đầu thú và nhận hết mọi tội lỗi về mình. Chính vì vậy, hồ sơ của Vũ được chuyển xuống cấp tòa án thấp hơn là toán tiểu bang. Trong hệ thống, toán tiểu bang lại chia làm hai cấp là toán quận và toán sơ thẩm. Tất nhiên, có sự phân cấp đồng nghĩa với mức độ nghiêm trọng cũng sẽ giảm theo từng cấp. Toán sơ thẩm cũng xử lý các vấn đề dân sự và hình sự. Thế nhưng ở mức độ nhẹ, có giá trị thấp khi mức bồi thường thiệt hại nhỏ. Đối với dân sự sẽ là dưới 60.000 đô la Singapore,
Còn ở án hình sự có thể là tù treo hoặc dưới 2 năm tù. Tôi đã trông mong vào việc Vũ sẽ bị chịu sự xét xử từ tòa án sơ thẩm. A Hắc cau mày nói. Vậy ở tòa án quận thì sao? Bác sĩ Thành trả lời. Trong hệ thống tòa án tiểu bang thì mức độ xử lý tại tòa án quận sẽ cao hơn tòa án sơ thẩm. Chưa cần nói về số tiền đền bù thiệt hại tối đa có thể lên đến 250.000 đô la Singapore, thì Vũ còn phải đối diện với mức án tù trong khoảng từ 2 đến 7 năm. Và một khi có thông báo xét xử ở cấp độ tòa án, mọi chuyện sẽ không thể thay đổi. Sau 3 ngày nữa, chúng ta sẽ biết được chính xác mức án mà Vũ phải nhận. Theo như tôi dự đoán, mức án thấp nhất cũng phải là 3 năm. Dầm, A Hắc nổi điên, dùng tay đấm mạnh xuống mặt bàn đoạn gào lớn. Khốn kiếp, không thể nào, tuyệt đối không thể. A Hắc nổi giận, đùng đùng mở mạnh cửa bước ra khỏi phòng, A Nghiêu chạy vội theo. Nhị ca đi đâu vậy? A Hắc đáp, yên tâm, ta không rời khỏi Bạch Hổ Đường đâu. Ta muốn đi gọi điện cho đại ca, để ở lại đây với Tiểu My và A Thành. A Hắc rào bước đi nhanh, A Nghiêu gọi với. Nhị ca, chuyện đâu có còn đó, phải thật bình tĩnh mới giải quyết được. Quay trở lại phòng, A Nghiêu buồn rầu. Thật không ngờ, mọi chuyện lại xảy ra như thế này. Lại đúng lúc đại ca không có nhà. A Thành hỏi, La Hổ bao giờ về vậy A Nghiêu? A Nghiêu trả lời, tôi cũng không rõ. Chỉ biết hình như đại ca đi Hàn Quốc, bao giờ về thì không biết. Hai người ở đây nhé, tôi đi chuẩn bị phòng cho Tiểu My, tiện đem chút đồ ăn cho hai người. A Nghiêu cũng rời đi, lúc này bác sĩ Thành mới hỏi My. My, lúc nãy em nói có chuyện xảy ra, em may mắn được lão Hắc cứu đưa về đây, rốt cuộc là chuyện gì? Có phải liên quan đến bọn thằng Dũng, thằng Car không, My? My đáp, dạ đúng rồi. Không chỉ vậy, thay ca còn đi cùng một người mà em biết từ trước ở Việt Nam. Cũng chính vì ông ta nên em mới phải sang Sinh du học. Vậy mà chẳng hiểu sao ông ta lại tìm đến tận trường ACS. Nếu không có Hắc đại ca đến kịp thời, em đã bị ông ấy đưa đi rồi. Có điều em thắc mắc là tại sao ông ta lại đi cùng với Car ấy? Chẳng lẽ cậu ta, ý nói Dũng, thuê cả giang hồ từ Việt Nam sang bên này để xử lý em và Vũ ư? Bác sĩ Thành ngạc nhiên. My cho anh hỏi, có phải em nhắc đến là một người đàn ông trung niên trên dưới 50 tuổi, mặt vuông chữ điền, lông mày sâu róm, dáng người cao to lực lưỡng? My tròn mắt. Đúng, đúng rồi. Bác sĩ Thành tiếp. Không chỉ thế, đi cùng ông ta còn có mấy người Việt Nam khác, trong đó có một gã đầu trọc bóng loáng, mặt rất dữ dằn, có hình xăm đến tận gáy. My nuốt nước bọt ấp úng. Người đó tên là Kiên, có biệt danh là Kiên Trọc. Anh Thành, anh cũng gặp bọn họ rồi ư? Bác sĩ Thành lắc đầu, nét mặt thất thần, khẽ nói. Vậy thì đúng rồi. Gần trưa hôm nay, có người gọi điện đến cho anh. Người này tự nhận là bác của Vũ, nói bố mẹ Vũ đã mất và không thấy Vũ về, nên sang bên này xem Vũ ra sao. Anh nhớ mấy lần trước khi kể về gia đình, Vũ có nói hiện tại anh trai Vũ đang ở với một người bác tên là Đan để tiện việc đi học. Người gọi đến cho anh cũng nói mình tên là Đan. Thế cho nên anh không nghi ngờ gì mà tin luôn. Nghĩ bụng, bác Vũ đã sang tận đây, thì anh không thể nào giấu chuyện của Vũ được nữa, nên anh có hẹn gặp để nói chuyện. Người tự nhận là bác Đan kia gửi địa chỉ cho anh đến khách sạn Crowny ở Changi. Anh lái xe đến đó, trên đường đi anh có gọi cho ông Trung để hỏi chuyện. Thế nhưng ông Trung đang trong cuộc họp nên không nghe máy. My hỏi, rồi sao nữa hả anh? Bác sĩ Thành kể tiếp. Đến khách sạn Crown, khi anh bước vào sảnh thì ông Trung gọi lại. Anh nói đang trên đường đến gặp bác của Vũ thì ông Trung xác nhận. Người bác đó tên Đan, hiện tại vẫn đang ở Việt Nam. Vừa cách đó không lâu còn gọi điện nói chuyện với ông Trung nên không thể nào có mặt ở Singapore được. Nhận thấy có điều bất ổn nên anh không gặp mặt hắn ta. Trong sảnh khách sạn Crown, khi đó có một nhóm người Việt Nam khá nổi bật. Vì họ nói chuyện bằng tiếng Việt nên anh nhận ra ngay. Tuy bọn chúng không thấy anh, nhưng anh lại nhìn thấy rõ mặt từng người trong bọn chúng. Trong đó một kẻ được đám người kia gọi là sếp có dung mạo như anh vừa miêu tả. My dùng mình sờn da gà. Ông ta tên Hưởng, còn được gọi là Hưởng Trì, một đại ca giang hồ khét tiếng ở Thái Bình. Đại ca giang hồ sao? Nhìn ông ta thì có vẻ không giống lắm, nhưng đám người đi cùng, nhất là gã đầu trọc thì đúng chất giang hồ xã hội đen. Cùng lúc bọn chúng tìm đến cả em và Vũ lại còn đi với thằng Cro. Xem ra chính thằng Dũng chủ mưu đứng sau chuyện này. Nó biết hiện tại em đang được Bạch Hổ bảo vệ, nên đã thuê bọn xã hội đen bên Việt Nam sang để giải quyết cả hai đứa. Đám người này hành xử quá manh động rồi. My, thời gian này em được đi đâu cả, cứ ở lại đây. My vâng dạ. Hắc đại ca cũng bảo với em như vậy. Còn anh nữa, chúng gọi điện cho anh như thế thì chắc cũng không để yên cho anh đâu. Anh phải cẩn thận đó. Bác sĩ Thành gật đầu. Anh nhớ rồi. Hiện tại anh vẫn đang ở cùng với thầy thuốc Châu và Lý Cảnh. Chúng có liều đến đâu cũng không dám đến Chinatown làm loạn. Ngoài ra người cần lo lắng bây giờ không phải là anh em ta mà là một người khác. Ai vậy anh? My hỏi. Bác sĩ Thành trả lời. Là thằng Carl. Theo như em kể thì lão Hắc đã nhìn thấy nó đi cùng với đám người kia.
với tính cách của lão Hắc, ông ta chắc chắn không bỏ qua chuyện này. Dù sao Bạch Hồ cũng là một băng đảng lớn. Hiện tại Vũ còn là tứ đệ của Bạch Hồ, biết chúng nhắm vào Vũ, lão Hắc tuyệt đối không để yên. Mi cũng nghĩ như vậy. Chính vì thế ở trong Bạch Hồ Đường lúc này là nơi an toàn nhất. Mi hỏi, Vũ sẽ phải ngồi tù thật sao hả anh? Bác sĩ Thành đáp, đúng vậy. Tòa án đã đưa ra quyết định thì không thể thay đổi được. Chúng ta chỉ còn cách cầu mong cho Vũ chỉ phải nhận mức án tù thấp nhất. Phải chi có lão Hồ ở đây thì tốt biết mấy. Hàn Quốc, 9 giờ tối. Lúc này, lão Hồ và Lee Sang-yen đang trên đường đến một cuộc hẹn tiếp theo sau khi dùng bữa với Kim Tae-joo. Trên xe ô tô, Lee Sang-yen nói, lão đại, phía đồn trưởng Du có thông báo, 3 ngày nữa sẽ xét xử tứ đệ tại tòa án quận. Đã có kết quả. Đúng như những gì chúng ta mong muốn, tứ đệ sẽ phải ngồi tù với thời gian là 3 năm. Lão Hồ khẽ thở dài. 3 năm sẽ là một khoảng thời gian khó khăn đấy. Nhưng mà này Sang-yen, việc để Tiểu Vũ ngồi tù nhất định không được cho A-Hắc biết. A-Hắc là người trọng nghĩa khí. Hơn thế đối với Tiểu Vũ lại có thâm tình, có ân cứu mạng. Để A-Hắc biết chuyện này là do cậu bày ra, ta sợ nó sẽ giết cậu mất. Lý Sang-yen mỉm cười. Lão đại yên tâm, nếu lão đại không nói thì sẽ không ai biết cả. Tiểu Vũ là một mắt xích quan trọng trong kế hoạch của Bạch Hồ. Thế nhưng hiện tại cậu ấy vẫn còn quá non trẻ. Ngoài ra việc thay đổi tư tưởng đối với một người như Tiểu Vũ là cực kỳ khó. Cần phải có một chút xúc tác từ phía bên ngoài. Sự xuất hiện của tứ đệ có thể coi là định mệnh giữa cậu ấy và Bạch Hồ. Lão Hồ thở hắt ra. Đúng vậy. Mười mấy năm qua, Bạch Hồ chúng ta vẫn luôn đi tìm và trau dồi, mong sao cho ra được một sát thủ đúng nghĩa. Tuy nhiên, tất cả đều thất bại. Nếu lần này không được nữa, chị lão Hồ này không còn nhiều thời gian để tiếp tục đợi thêm. Lý Sang-yen, việc này cần phải đặc biệt chú ý, không được để xảy ra chuyện đáng tiếc. Lý Sang-yen gật đầu. Lão đại yên tâm, tất cả đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Khi tứ đệ ra tù, đó sẽ là một cơn địa chấn thay đổi bộ mặt thế giới ngầm của Singapore. Ngồi ở hàng ghế sau, liếc thấy ánh mắt của Sang-yen trong gương chiếu hậu, lão Hồ nở một nụ cười bí hiểm. Đôi khi cậu khiến ta cũng phải nổi da gà đấy, Sang-yen à. Điện thoại của lão Hồ đổ chuông. Nhìn vào màn hình, lão Hồ nói, là A-Hắc gọi. Lý Sang-yen hỏi, lão nhị, có vẻ như tin tứ đệ sắp bị xét xử đã đến tai lão Hắc rồi. Vậy có nên nghe không? Lý Sang-yen đáp, lão đại cứ nghe đi, nếu đúng là chuyện của tứ đệ, lão đại chỉ cần nói việc ra phán quyết phụ thuộc vào toán Singapore. Bạch Hồ chúng ta đã làm hết cách. Đưa từ tội danh giết người xuống còn ngộ sát đã là điều may mắn. Cũng nên lưu ý lão Hắc trong thời điểm này đừng làm gì quá khích nhắm vào cảnh sát hay lực lượng chức năng. Bởi chỉ cần một hành động nhỏ thôi thì người lãnh hậu quả chính là tứ đệ. Lão đại chỉ cần nói như vậy, lão Hắc sẽ tự biết suy nghĩ. Alo, ta nghe đây, A-Hắc. Lão Hồ nói vào trong điện thoại. Bên kia đầu dây, A-Hắc bồi đáp. Đại ca, cuối cùng thì cũng có thể gọi được cho đại ca. Tiểu Vũ xảy ra chuyện rồi. Là chuyện gì? Có thư của tòa án, 3 ngày nữa Tiểu Vũ sẽ bị xét xử ở tòa án quận. Mà để nghe nói nếu như vậy, nhiều khả năng Tiểu Vũ sẽ phải ngồi tù khá lâu đấy. Bản án từ 2 đến 7 năm. Đại ca, chúng ta phải làm gì đó đi chứ? Lão Hồ bình tĩnh đáp. Chuyện này ta cũng vừa mới được nghe. A-Hắc. Những gì có thể làm, chúng ta đều đã làm hết. Phán quyết cuối cùng vẫn phải theo hệ thống hành pháp của Singapore. Đại ca đã biết, tại sao lại còn nói bình thản như vậy? Tiểu Vũ sẽ phải ngồi tù đó, chưa kể còn là khoảng thời gian mấy năm. Chẳng phải Tony Tan đã ra đầu thú và nhận hết tội về mình rồi sao? Có khi nào nó trở mặt cho nên Tiểu Vũ mới bị kết tội? Thằng khốn nó chán sống rồi. Lão Hồ quát lớn. Câm mồm. A-Hắc, mày đang để tình cảm lấn át lý trí. Hiện tại khi tao không có mặt thì mày chính là người đứng đầu Bạch Hồ. Nếu cứ xử lý mọi chuyện theo cảm tính thì tất cả mọi thứ sẽ bị hủy hoại. Tao đã nói với mày rất nhiều lần là khi nóng giận không được quyết định hay làm bất cứ một chuyện gì cả. Không hề có chuyện Tony Tan lật kèo, cháo trở thay đổi lời khai. Nó đã khai nhận và làm đúng theo những gì chúng ta yêu cầu. Tính mạng con gái nó đang nằm trong tay chúng ta. Chưa kể đến việc nó bị giam giữ ở đâu. Ai là người lấy cung, quá trình khai nhận, tất cả đều có sự sắp xếp của Bạch Hồ. Nghe cho kỹ đây. Nếu Tony Tan mà không nhận tội, thì Tiểu Vũ chắc đã bị đưa ra tòa án tối cao thay vì tòa án quận. Đến khi đó mức án phải nhận còn lớn hơn con số từ 2 đến 7 năm rất nhiều. Thậm chí còn là tử hình, bởi người chết là công dân của Singapore. Vụ việc diễn ra vào thời điểm quan trọng, khi chính quyền bắt đầu manh nha ra tay xử lý các băng nhóm giang hồ nhỏ lẻ.
các vi phạm của những kẻ đến từ ngoại quốc, và bọn cớm sẽ chuyển hướng sang các băng đảng lớn hơn trong nay mai. Chính vì vậy, khi nhận được tin báo xét xử Tiểu Vũ ở tòa án quận, suy nghĩ kỹ lại thì chuyện này không có gì lạ cả. À hắc, nếu mày muốn Tiểu Vũ bị tăng nặng tình tiết bởi mấy cái suy nghĩ cũng như hành động ngu ngốc mà mày đang định làm, thì cứ việc. Còn không, hãy cứ ngồi yên ở nhà, làm nguội cái đầu, đợi đến khi tao quay về. Rõ rồi chứ? A Hắc im lặng ít giây, rồi khẽ đáp. Đại ca, đệ sai rồi. Đệ sẽ không làm gì cho tới khi đại ca quay về. Lão Hổ nói. Tốt lắm. Ít ra như vậy trong hai ngày tới ta vẫn có thể yên tâm về Bạch Hổ. A Hắc à, là lão nhị của Bạch Hổ, đệ cần phải suy nghĩ thấu đáo và nhìn mọi thứ nhiều chiều, nhìn xa hơn những gì đệ nghĩ. Phải như vậy mới được. Lỡ như không may đại ca xảy ra chuyện, mà đệ cứ mãi như thế này, thì ai sẽ là người lãnh đạo Bạch Hổ? A Hắc vội nói. Đại ca, sao tự nhiên đại ca lại nói gở thế? Đại ca làm sao mà xảy ra chuyện được? Đại ca phải sống thọ cả trăm tuổi. Chỉ có đại ca mới dẫn dắt Bạch Hổ đi đến đỉnh cao nhất của danh vọng và quyền lực. Lão Hổ khẽ cười. Đời người vô thường. Không ai nói trước được tương lai hay ngày mai sẽ ra sao. Nhất là với những kẻ sống trong thế giới ngầm như chúng ta. Nguy hiểm luôn rình rập bất kể mọi nơi. Bất cứ đâu và bất cứ khi nào. Khi là người lãnh đạo của Bạch Hổ, hơn ai hết, ta phải chuẩn bị trước những tình huống xấu nhất. Chính vì vậy, A Hắc, đệ cũng phải chuẩn bị giống đại ca. Ngoài ra ta sẽ bật mí thêm cho đệ một chuyện. Việc tứ đệ phải ngồi tù chưa hẳn đã là một tin xấu. Ngược lại, đối với ta, với đệ và với Bạch Hổ, đó còn là chuyện tốt. Tạm thời cứ như vậy đã. Ta đang đi công chuyện. Sau khi về, sẽ gặp nói chuyện với đệ sau. Thầy ta cai quản Bạch Hổ. Dạ vâng, thưa lão đại. A Hắc đáp. Kết thúc cuộc gọi, lão Hổ thở dài. Cậu nói không sai, Sang Jin à. A Hắc gọi cho ta đúng bởi chuyện của tứ đệ. Qua giọng điệu cùng cách nói chuyện, nếu không có người ngăn cản, chắc có lẽ nó sẽ đến làm loạn ở đồn cảnh sát o trợt mất. Gặp gỡ tứ đệ trong một khoảng thời gian qua đã khiến con người A Hắc thay đổi khá nhiều. Lần đầu tiên có người dám lao ra đỡ đòn chí tử cho nó. Chưa hết, người đó còn là người mà nó định giết. Sống trọng nghĩa khí, tình cảm cũng tốt. Tuy nhiên nó cũng là điểm yếu chết người. Một khi để kẻ thù nắm được điểm yếu này và khai thác, thật là không tốt chút nào. Lý Sang Nhiên mỉm cười. Em lại nghĩ khác. Đúng là lão nhị đã thay đổi trong thời gian gần đây. Nhưng theo em, đó là sự thay đổi theo hướng tích cực. Quan trọng nhất là lão nhị cười nhiều hơn, quan tâm đến đám đàn em. Thực ra lão đại nói Vũ làm thay đổi lão nhị cũng chưa hẳn là đúng. Chỉ một phần thôi. Phần còn lại là bởi chuyến đi dai đang để truy tìm Tony Tan vừa rồi. Khi con người sống có tình cảm thì họ cũng sẽ có trách nhiệm hơn. Nếu là lão nhị của một năm về trước, em nghĩ sẽ không có cuộc điện thoại xin ý kiến này. Lão đại quên rồi sao? 5 năm trước cũng tại đồn cảnh sát Trang Di. Khi nghe tin lão đại bị cảnh sát bắt giữ, nếu em xử lý chậm chừng 10 phút thôi, chắc có lẽ lão Hắc đã dẫn người đến phá nát đồn cảnh sát Trang Di rồi. Lão Hổ cười lớn. Vẫn là Sang Jin với những phân tích cùng lập luận chuẩn xác nhất. Đúng là như vậy. Xem ra vừa rồi ta đã trách A Hắc hơi quá rồi. Sang Jin tiếp. Không đâu, từng lời lão đại nói ra đều đúng mà mang một sức nặng đủ để chấn áp một người như lão Hắc. Về điểm này không phải cứ ai nghĩ cũng có thể làm được. Đó là cái uy của một người lãnh đạo cả một băng đảng lớn. Trong lời nói có cả nghiêm và lý. Chàng trách Kim Tae Chu rất vui mừng và hào sảng khi nói chuyện với lão đại. Hy vọng cuộc gặp gỡ tới đây cũng sẽ đem về cho chúng ta tin tốt lành. Lão Hổ mỉm cười. Sang Jin, cậu vẫn giống như ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau. Nghĩ lại cũng đã 10 mấy năm trôi qua. Cậu đã giúp ta đưa Bạch Hổ lên đến vị thế ngày hôm nay. Còn ta vẫn chưa thể giúp cậu thực hiện được lời hứa năm đó cho ta. Sang Jin ngắt lời Lão Hổ. Lão đại đừng nói như vậy. Trong suốt 10 mấy năm qua, lão đại luôn cho em cái quyền được tự quyết. Được rời khỏi Bạch Hổ bất cứ lúc nào nếu em muốn. Và lựa chọn ở lại là do em muốn. Tới hiện tại, chưa bao giờ em nghĩ mình sẽ hối hận khi quyết định đi theo lão đại. Gia nhập Bạch Hổ, góp sức cho Bạch Hổ cũng là em đang giúp chính mình. Bởi vậy lão đại không cần nói mấy lời như vừa rồi. Mọi quyết định của lão đại đều là mệnh lệnh tuyệt đối. Lão Hổ nói, vậy thì ta chỉ còn biết cảm ơn trời đất, cảm ơn ông trời đã cho ta có được cậu. Nói hay lắm, mà sắp tới chúng ta sẽ gặp Dong Hyun phải không? Vâng, Dong Hyun. Một tay trùm khét tiếng trong ngành giải trí của Hàn Quốc. Có điều tính cách của người này hơi lập dị. Vì đặc thù công việc nên ông ta không hẹn gặp ở ngoài, mà hẹn chúng ta ở nhà riêng.
Theo như vị trí được gửi thì chỉ còn cách địa điểm chừng 1 km nữa. Lão đại, chúng ta sắp đến rồi. Vừa nói xong, Lý Sang Nhiên bất ngờ phanh gấp khi hai xe đi đằng trước của đoàn cũng đã dừng lại đột ngột. Đèn pha soi sáng cả khoảng trống trên con đường trước mặt. Đoàn xe của lão hổ không thể di chuyển tiếp. Lý Sang Nhiên nói, lão đại, có chuyện rồi. Lý Sang Nhiên lập tức lấy máy gọi cho đàn em trên xe phía trước. Sao vậy? Trong điện thoại tên đàn em đáp. Anh Nhiên, phía trước có xe cản đường, không đi tiếp được. Bọn em sẽ xử lý ngay đây. Lý Sang Nhiên nói với lão hổ. Lão đại, chúng ta đang bị cản đường. Phía sau ô tô của lão hổ, hai chiếc xe cùng đoàn cũng đã vượt lên, che chắn cho xe lão hổ. Đồng thời tạo khoảng trống để Lý Sang Nhiên có thể lùi lại, quay đầu thoát khỏi đây trong trường hợp xảy ra biến cố. Người của Bạch Hổ trên 4 chiếc xe mở cửa bước xuống. Ánh đèn pha từ hai bên pha thẳng vào nhau khiến Lý Sang Nhiên trói mắt không nhìn rõ phía trước đang xảy ra chuyện gì. Tránh đường. Phục. Đàn em của Sang Nhiên vừa xuống xe cua tay về phía trước nói tránh đường thì đã ngay lập tức gục xuống. Liên tiếp những âm thanh như của súng đã được lắp nòng giảm thanh vang lên. Người của Bạch Hổ liên tiếp đổ gục không kịp trở tay bởi đám người chặn đường phía trước ra tay quá nhanh và bất ngờ. Lão đại, chúng ta phải rời khỏi đây ngay. Vừa dứt lời, Lý Sang Nhiên cài số lùi, đồng thời đập mạnh chân ga. Chiếc xe lùi về phía sau với một vận tốc lớn, đảo lái kết hợp với phanh. Vừa lùi, Lý Sang Nhiên vừa quay xe tính đường tháo chạy. Thế nhưng khi chiếc xe quay đầu cũng là lúc phía trước nhất loạt xuất hiện những ánh đèn pha sáng rực đang từ từ tiến đến. Nhìn về phía sau, người của Bạch Hổ tất cả đã bị hạ gục. Lão Hổ và Sang Nhiên đã rơi vào thế gọng kìm, tiến thoái lưỡng nan, không còn đường thoát. Mở hộp đồ ngay bên cạnh ghế, lão Hổ lấy ra 2 khẩu súng lên đạn sẵn sàng. Lão Hổ nói, Sang Nhiên, hãy cố gắng chạy thoát nếu có cơ hội. Hai tay 2 súng, lão Hổ toan mở cửa xe nhưng không thể mở được, vì Sang Nhiên đã khóa tất cả các cửa. Mở cửa ra. Lão Hổ gằn giọng, Sang Nhiên đáp, lão đại không thể xuống xe. Khốn kiếp, nếu vậy thì cùng chết, chúng đến rồi. Lão Hổ gằn giọng. Phía trước đầu xe, một đám người mặc vest đen đang từ từ bước tới. Những người này nhanh chóng xếp thành 2 hàng đứng nghiêm trang. Một người đến trước cửa xe của lão hổ cúi đầu chào. Lý Sang Nhiên nuốt nước bọt, có vẻ như chúng không có ý muốn giết chúng ta. Dưới ánh đèn xe, người đang đứng trước mặt Lý Sang Nhiên lấy ra một cái huy hiệu. Ngay lập tức, Sang Nhiên nhận ra đó là huy hiệu của Đông Yun, tay trùm của làng giải trí Hàn Quốc. Lão hổ cau mày hỏi, chuyện gì vậy? Chúng muốn gì? Lý Sang Nhiên đáp, là người của Đông Yun, nhưng sao bọn họ lại? Đông Yun sao? Sang Nhiên, mở cửa để tao xuống. Lão hổ ra lệnh. Không còn cách nào khác, Lý Sang Nhiên đành phải mở khóa cùng bước xuống xe. Lão hổ tiến về phía kẻ mặc bộ vest đen lịch lãm, chĩa súng vào đầu hắn. Lão hổ trừng mắt. Mày muốn gì? Lão hổ hỏi bằng một câu tiếng Trung. Những tưởng gã người Hàn điền trai này sẽ không hiểu, nhưng thật bất ngờ khi hắn mỉm cười, đồng thời đáp lại câu hỏi của lão hổ cũng bằng tiếng Trung. Lão hổ, rất vui được gặp ngài. Ông chủ của tôi đang đợi ngài. Ngài có thể bỏ cái thứ này khỏi đầu của tôi được chứ? Chúng mày giết người của tao, lũ khốn! Lão hổ quát lớn. Lý Sang Nhiên vội nói, không không không, người của ta vẫn chưa chết, chúng chỉ bị ngất đi thôi. Phụp. Sang Nhiên vừa nói xong thì ở phía sau một tên cầm súng bắn thẳng vào người Sang Nhiên, khiến Sang Nhiên đổ gục xuống đất. Toàn thân Sang Nhiên co giật, sau mấy giây thì liệm hẳn đi. Mày, chúng mày! Lão hổ nhìn Sang Nhiên nằm bất động lại càng phát điên, đứng trước họng súng đang dí thẳng vào trán. Thế nhưng gã người Hàn không mảy may sợ hãi, hắn nhếch mép cười. Đừng lo, người của ngài vẫn còn sống. Chúng tôi chỉ khiến họ ngủ đi một chút mà thôi. Đây là súng bắn thuốc mê, không phải đạn. Ông chủ muốn gặp riêng ngài, chỉ một mình ngài, mời ngài lên xe. Đồng Huyên là một kẻ khá lập dị. Lão hổ nhớ tới câu nói của Lý Sang Nhiên trên xe khi nãy. Đối mặt với tình huống này thực sự đã quá đủ để chứng minh lời Sang Nhiên nói là thật. Có vẻ như gã người Hàn biết lão hổ đang lo lắng chuyện gì nên hắn tiếp. Ngài đừng lo, tôi sẽ đảm bảo người của ngài chắc chắn sẽ an toàn. Chúng ta đi được rồi chứ? Lão hổ đáp, đi thôi, ta cũng muốn xem rốt cuộc gã Đồng Huyên ấy là người như thế nào. Gã người Hàn mỉm cười, vậy mời lên xe của tôi. Tiện đây tôi xin phép được cất dùng ngài món đồ chơi nguy hiểm này. Lão hổ giang hai tay sang hai bên, đám người Hàn thu giữ 2 khẩu súng, đồng thời khám xét nhanh người của lão hổ. Sau khi đã đảm bảo công tác an toàn, chúng mới đưa lão hổ lên xe chở đến nơi cần đến. Trên xe ô tô, gã người Hàn tự giới thiệu mình tên là Súc Chin, là trợ lý của ngài Đông Yun. Được Đông Yun cử đi đón lão hổ. Trên đường đi, hắn hỏi lão hổ khá nhiều chuyện. Là một chỗ, lão hổ lại trả lời tất cả các câu hỏi của Súc Chin một cách cặn kẽ, thậm chí không hề giấu giếm mục đích chuyến sang Hàn Quốc lần này của mình. Lão hổ nói cho
hắn nghe cả chuyện trước khi đến đây mình đã dùng bữa tối với Kim Tài Chủ. Đã gần 30 phút trôi qua, chiếc xe chở lão Hồ vẫn tiếp tục di chuyển và chưa muốn dừng lại. Với khoảng thời gian đó, quãng đường đi được là khá dài, chứ không phải cách địa điểm hẹn gặp tại nhà Đông Hun chỉ chừng 1 km như Lý Sang Jin nói. Sau gần đó thời gian, Lý Sang Jin cùng đám đàn em đã tỉnh lại. Tất cả đều đã bị trói cứng, bốn bề xung quanh tối om. Lý Sang Jin đoán rằng mình đang bị giam giữ tại một khu nhà kho hoặc một ngôi nhà bỏ hoang nào đó, bởi mùi ẩm mốc bốc ra khá nồng nặc. Mắt quen dần với bóng tối, Sang Jin có thể nhìn thấy những đống đồ đạc vứt chồng chất ngổn ngang tại đây. Lão đại có ở đây không? Lý Sang Jin nói lớn. Chúng chỉ trói chân trói tay chứ không bịt miệng người của Bạch Hồ. Một tên đàn em cũng đã tỉnh lại đáp. Anh Jin, chuyện này là sao? Sang Jin nói, chúng bắt lão đại đi rồi, Đồng Huyên, hắn đúng là một tên lập dị. Rốt cuộc thì hắn định làm trò gì đây? Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ? Một tên đàn em hỏi. Lý Sang Jin trả lời, chuyện này đành trông chờ vào lão đại mà thôi. Hy vọng lão đại sẽ nhận ra, hắn ta chính là Đồng Huyên. Trên xe ô tô, cuộc nói chuyện giữa lão Hồ và Xúc Trên vẫn diễn ra khá cởi mở, khi cả hai cứ như hai người bạn lâu năm. Lão Hồ rất ngạc nhiên bởi trình độ tiếng Trung của Xúc Trên không khác gì một người đại lục chính hiệu. Bất ngờ lão Hồ hỏi Xúc Trinh. Nhờ những gì chúng ta đã trao đổi, ông đồng ý hợp tác chứ, Đồng Huyên? Nãy giờ xe đã chạy lòng vòng quanh khu vực này đến lần thứ 3 rồi đấy. Đồ lập dị. Sau một giây sững người, Xúc Trinh mỉm cười, làm bộ ngơ ngác. Ngài đang nói gì vậy? Tôi không hiểu. Lão Hồ khẽ cười đáp. Lột vào mặt nạ được rồi đó. Chơi đùa như thế là đủ rồi. Cũng phải cảm ơn ông vì đã tạo ra một cuộc tiếp đón vô tiền khoáng hậu có 102 này. Đồng Huyên, ông không cần phải thử tôi nữa đâu. Qua cuộc nói chuyện vừa rồi, đủ để chúng ta hiểu nhau mà, phải không? Xúc Trên im lặng vài giây, nhàn miệng cười nhẹ nhàng hỏi. Ông nhận ra từ lúc nào? Lão Hồ nói. Cũng phải đến khi xe đi qua cột mốc giống như cảnh báo về địa giới lần thứ hai, thì tôi mới nhận ra ông chính là Đồng Huyên. Xúc Trên hỏi. Chỉ dựa vào việc xe đi vòng quanh khu vực này mà nhận ra được ư? Nghe thật vô lý. Lão Hồ tiếp. Tất nhiên là không. Đó chỉ là một yếu tố nhỏ. Còn điều quan trọng đã tố cáo ông chính là một bộ phận trên cơ thể ông. Là bàn tay. Trong bộ dạng một gã người đàn ông chỉ độ 35 tuổi, thế nhưng bàn tay của ông lại không che giấu được số tuổi thật của mình. Từ nước da cho đến độ thô ráp sần sùi, có cả những cục chai nổi lên dài cộp. Đó là một bàn tay của người trên 50 tuổi và còn là bàn tay của một người luôn lao động hàng ngày. Và Xúc Trên quay sang nhìn lão Hồ. Và tôi được biết, Đồng Huyên năm nay đã 55 tuổi, không chỉ vậy còn là người xuất thân từ một gia đình bần nông. Cho dù đã trở thành một ông trùm nổi tiếng trong ngành giải trí Hàn Quốc, nhưng ông ta vẫn luôn thích tự tay mình trồng trọt, nuôi cá, tăng gia sản xuất, và coi đó như một thú vui. Những vết chai cục kia chẳng phải do cuốc đất cắt cỏ sử dụng hai bàn tay thường xuyên làm việc hay sao? Xúc Trên vẫn chưa muốn thừa nhận. Ra là vậy. Tuy nhiên, việc tôi bị chai tay cũng đâu có nghĩa là tôi tân làm mấy việc như ngài nói. Bập. Cầm lấy cổ tay của Xúc Trên đưa về phía trước, lão Hồ nhếch mép cười. Móng tay vẫn còn dính đất, lòng bàn tay hãy còn bám nhựa cổ cỏ cây mặc dù đã rửa. Tôi từng nghe nói kỹ thuật hóa trang của Hàn Quốc đã vượt qua sức tưởng tượng của con người. Hôm nay, được tận mắt mục sở thị lại càng bất ngờ hơn. Quá hoàn hảo ngoại trừ bàn tay. Tuy nhiên, như đã nói khi nãy, Đồng Huyên, ông là một kẻ lập dị. Việc ông cố tình để lộ đôi bàn tay cũng nằm trong kế hoạch của mình. Tôi nói đúng chứ? Xúc Trên nghe đến đây thì không nói gì thêm, cúi đầu xuống cười khùng khục. Tiếng cười cứ thay đổi dần, mỗi lúc một lớn hơn và đầy sảng khoái. Màn biểu diễn đến đây là kết thúc. Với tay lấy chai nước ở phía trước, Xúc Trên đổ nước lên đầu, dùng tay xoa nước khắp mặt. Ngay sau đó, lớp mặt nạ từ từ bong ra, đưa tay sờ lên vùng da ở cổ, thao tác vô cùng khéo léo. Lột bỏ lớp mặt nạ mỏng như da người, phía sau mặt nạ là một người đàn ông trung niên có nước da hơi sạm đen, nhưng gương mặt hài hòa, ánh mắt sắc sảo cộng với đó là khuôn miệng rộng đang nở một nụ cười tươi tắn. Không hổ danh là lão đại của một trong tứ đại băng đảng. Lão Hồ, ông đúng là không khiến tôi phải thất vọng. Chào hỏi lại nhé. Tôi là Kang Dong Hun, cứ gọi tôi là Mr. Kang. Rất hân hạnh được gặp ông. Chào Mr. Kang. Giờ chúng ta sẽ đến nhà của ông phải không? Lão Hồ. Kang Dong Hun mỉm cười đáp. Thực ra chúng ta đã đến nơi rồi.
Toàn bộ khu vực này chính là nhà của tôi, lão Hồ. Ông có mắt quan sát cùng bộ óc phân tích, phán đoán tình huống rất tốt. Thật không thể ngờ, ông còn có thể ngửi ra được mùi nhựa của cỏ cây trên tay tôi. Bên cạnh đó lập luận về việc bàn tay tôi bị chai là do cúc đất trồng trọt cũng hoàn toàn hợp lý. Lão Hồ nói, thật ra cũng chẳng cao siêu như ông nói đâu. Đơn giản chỉ là tôi cũng xuất thân từ một gia đình bần nông. Từ nhỏ đã theo cha mẹ làm công việc đồng áng. Thế cho nên khi nhìn vào bàn tay của ông, tôi biết đó là bàn tay của một người làm vườn trồng trọt. Càng Đông Hương ngật gù, ông bạn già, xem ra chúng ta có khá nhiều điểm chung đấy. Ông muốn tôi làm gì nào? Lão Hồ đáp, trước tiên, tôi muốn người của mình được an toàn. Chắc chắn rồi, điều đó đã được đảm bảo. Càng Đông Huyên mỉm cười. Vậy còn chuyện hợp tác? Càng Đông Huyên đáp. Tôi đồng ý. Bữa tiệc đã sẵn sàng. Singapore, sau khi gọi điện nói chuyện với Lão Hồ, AH đã bình tĩnh hơn. Nhờ vậy mà các quyết định đưa ra cũng không còn nóng vội hấp tấp. Đầu tiên, AH thu xếp cho My một chỗ ở trong Bạch Hồ Đường, đồng thời yêu cầu bác sĩ Thành ở lại để cùng chuẩn bị những giấy tờ cần thiết cũng như mọi thứ mà phía tòa án yêu cầu cho việc xét xử Vũ 3 ngày tới. Mặc dù đã hứa sẽ không làm chuyện gì ảnh hưởng đến Bạch Hồ cũng như Tiểu Vũ, thế nhưng AH vẫn bí mật cho người tiếp tục truy lùng tung tích của Carl, nhất là khi theo như lời của My, mấy tên Việt Nam có ý định bắt cóc My chiều hôm nay trước cổng trường ACS là đám giang hồ sát thủ ở Việt Nam do Carl thuê sang để giải quyết công chuyện. Ngồi một mình trong phòng, AH nhận cuộc gọi đến từ một gã đàn em. Lão nhị, đã đến nhà nhưng không tìm thấy nó đâu cả. Có vẻ như nó đã trốn rồi. AH nói, tiếp tục tìm kiếm. Bằng mọi giá phải bắt được nó cho tao. Sáng ngày mai, mày tập trung người đến tận nơi công ty mà nó đang làm việc. Nhất định không được để nó thoát. Lão nhị yên tâm. Nếu nó vẫn còn ở Singapore, thì nó không thoát được đâu. Khách sạn Crown 10 giờ tối, vẫn thấy Carl ở đây. Kiên Trọc bực mình hỏi, mày chưa về sao? Không phải mày tính ở đây luôn đấy chứ? Carl đáp, tôi không thể về nhà lúc này được. Tôi cũng đã lấy một phòng ở khách sạn và sẽ ở lại đây luôn. Đừng bận tâm đến tôi. Kiên lắc đầu cười khẩy. Sợ đến mức không dám về nhà cơ. Chẳng lẽ mày định trốn cả đời? Carl tiếp, bài học lúc chiều chưa khiến anh rút ra được gì sao? Tôi không biết ở Việt Nam anh là người như thế nào. Nhưng đây không phải là Việt Nam. Ngoài ra kẻ cầm súng bắn vào xe chúng ta chiều hôm nay còn là lão nhị của một trong tứ đại băng đảng lớn nhất đất nước này. Chúng giết người không ghê tay, sẵn sàng thủ tiêu bất cứ ai khiến chúng cảm thấy nóng mắt. Anh đã bao giờ nổ súng bắn ai chưa? Carl hỏi một câu chí mạng. Đành rằng ở Thái Bình, Kiên Trọc cũng có thể coi là một giang hồ cộm cán, đàn em đông, hung hãn. Thế nhưng bảo nổ súng bắn người thì Kiên chưa từng làm. Hoặc mặc dù đôi lúc có nghĩ đến, bởi Việt Nam không giống như Hồng Kông hay Singapore hay một vài đất nước khác. Ở Việt Nam chỉ cần nổ súng giữa thanh thiên bạch nhật như vụ chiều nay, chắc chắn ngay sau đó Kiên sẽ bị gô cổ. Nói gì thì nói, để thể hiện được bản lĩnh đó thì Kiên chưa có. Mày muốn ăn đòn à? Phải không? Kiên cay cú lao đến túm cổ áo Carl. Hương Chi lên tiếng, bỏ nó ra. Thay vì giận dữ mày nên suy nghĩ theo chiều hướng khác. Nó nói đúng đấy, ta với mày đều có súng. Nhưng mà để chĩa súng vào đầu một người và bóp cò thì nó lại là chuyện không hề đơn giản. Khi thằng khốn ấy dí súng vào đầu tao, tao cảm nhận được sự ớn lạnh. Tao thấy cái chết có thể đến với mình bất cứ lúc nào. Nếu chỉ chậm một nhịp, viên đạn đã găm vào đầu tao rồi. Thằng Trọc đó không phải là loại giang hồ cắt cớ như mày và tao. Nó là mafia. Mà ở Việt Nam thì không có mafia. Bởi vì chưa có ai, chưa có một tổ chức nào đạt được tới tầm cỡ này. Hiểu chứ? Nếu vậy thì sau đây sếp sẽ làm gì tiếp theo à? Kiên Trọc hỏi. Ngồi dựa lưng vào ghế sofa, một tay cầm cốc rượu đưa lên miệng nhấp một ngụm. Hạ cốc rượu xuống bàn, tay còn lại khẽ chống cằm, ngón trỏ và ngón giữa lay động chạm chạm vào má, đăm chiêu suy nghĩ, ít giây. Hường nói. Chuyện này chúng ta gặp khó rồi. Chưa cần biết mọi chuyện liệu có đúng như tao suy đoán hay không. Nhưng nội việc chúng ta đối đầu với băng đảng đã đủ khiến mọi thứ vượt quá tầm kiểm soát. Hiện giờ không thể nào tiếp cận được với con bé My nữa. Còn thằng nhóc Vũ, tao có thể khẳng định, nó chưa chết. Ngoài ra, bản thân nó cũng có quan hệ với đám người băng đảng kia. Chỉ với mấy người chúng ta, bảo toàn cái mạng rời khỏi Singapore an toàn đã coi như là một điều may mắn. Mặc dù rất ghét khi phải nói ra điều này.
Thế nhưng quay về Việt Nam thôi. Kiên ngạc nhiên. Quay về Việt Nam, sếp nói thật chưa? Hương gật đầu. Đúng vậy. Đây là quyết định của tao, mày không nghe nhầm đâu. Ngay sáng ngày mai, chúng ta sẽ trở về Việt Nam. Tụi bay lo chuẩn bị thủ tục đi. Linh cảm của tao mách bảo, nếu còn ở lại đây, tao sẽ gặp nguy hiểm. Từ lời nói cho tới ánh mắt của Hường khi nói ra mấy lời này đều hoàn toàn nghiêm túc. Biết tính Hường chỉ Kiên không dám hỏi gì thêm, chỉ cúi đầu vâng dạ. Kha vội nói. Vậy còn tôi thì sao? Các người về hết, bỏ lại tôi với mớ bòng bong này sao được? Mọi chuyện thành ra thế này thì cũng bởi tại các người mà. Hường mỉm cười. Mày có thể đi theo tao nếu muốn, tao chỉ giúp được mày như vậy thôi. Lựa chọn cuối cùng vẫn là mày. Carl bần thần. Sao như vậy được? Tôi đã phải rất cố gắng mới leo lên được vị trí như ngày hôm nay trong tập đoàn. Được giao cho quản lý cả một chi nhánh công ty bên Singapore. Giờ anh bảo tôi bỏ tất cả để theo anh về Việt Nam. Tôi không làm được. Hường đáp. Cái đó thì tùy mày thôi. Nhưng tao tặng mày một câu này. Khi tính mạng mày bị đe dọa, thì tiền bạc, tài sản, sự nghiệp chỉ là vô nghĩa. Bởi nếu chết đi, mày cũng chẳng cầm được cái gì đem theo cả. Không chỉ mình mày phải từ bỏ đâu. Bản thân tao cũng phải từ bỏ con mồi mà tao săn đuổi suốt 16 năm qua. Mặc dù biết nó đang ở rất gần. Tiền hay bất cứ thứ gì đều có thể kiếm lại được. Nhưng mạng sống thì chỉ có một. Những thằng coi tiền bạc là tất cả như mày. Rồi có ngày mày sẽ phải chết vì nó. Kra nuốt nước bọt. Nhưng như vậy ông chủ sẽ không tha cho tôi. Hường phá lên cười lớn. Điều đó chỉ xảy ra khi mày còn làm việc cho ông ta mà thôi. Đúng chứ? Kiên bắt đầu cảm thấy khó chịu. Kiên nói. Sếp, mặc kệ nó đi. Loại người này không đáng để sếp phải mở lời và bận tâm quá nhiều đâu. Nó muốn chết, cứ để nó chết. Hường thở hắt ra. Được rồi. Từ giờ đến sáng ngày mai, mày cứ suy nghĩ và đưa ra quyết định của mình. Cũng vì tao mà mày vướng vào rắc rối, thế nên tao muốn làm cho mày một thứ gì đó. Còn bây giờ, về phòng của mày đi, tao cần nghỉ ngơi. Nên nhớ cơ hội này không phải lúc nào cũng có. Hương hất hàm ra hiệu cho Kiên mở cửa phòng. Kara mặc dù rất ấm ức trong lòng nhưng không dám thể hiện ra ngoài, bởi Kara biết những kẻ trước mặt mình tuy không nguy hiểm như Bạch Hổ, nhưng cũng là dạng vô lại. Lầm lỗi bước ra khỏi phòng, Kara giống như một con chó ghẻ bị xua đuổi, giống như một miếng chanh bị bỏ vỏ sau khi vắt kiệt nước. Giờ Kara mới thấy hoàn cảnh của mình thật đáng thương. Đến cuối cùng cũng chỉ như một con chó côn cút đi theo phụng sự, làm tất cả những gì mà chủ nhân yêu cầu. Từ chủ già, cho đến chủ trẻ, cho đến cả đám côn đồ dù đã núp dưới cái mác doanh nhân điều khiển, sai khiến. Sầm, đóng sập cánh cửa phòng lại, Carl ngồi thụp xuống, hai tay ôm đầu, vò tóc bứt tai, không biết phải làm gì. Ở lại chắc chắn Bạch Hồ không tha cho Carl sau những gì đã xảy ra, mà bỏ đi thì biết phải đi đâu, biết bắt đầu từ đâu. Chẳng lẽ là chấp nhận đi theo làm đầy tớ cho đám Hưởng Trì? Khốn nạn. Khốn khổ cái thân tôi. Bao năm phấn đấu cố gắng, để rồi bây giờ còn không bằng cả một con chó. Tất cả mọi chuyện chúng đều đổ lên đầu mình. Không được, không thể được. Mình không thể ngồi im chờ chết như thế này được. Phải làm một cái gì đó, cho dù có phải bỏ đi thì cũng phải đi sao cho xứng đáng. Ông chủ, cậu chủ, chính các người đã ép thằng này vào bước đường cùng. Tôi phải tự cứu lấy mình. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 12 của Giả Diện Hoàng Kim phần 3. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 13. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon giấc.